Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính bạch đầy đức Thích Văn Mãn. Thì hiện nay là thầy an trú và tu học ở tại chùa Viên Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng đầy đủ duyên sự thầy Hứa Khả quan hỷ trở về nơi bổn tự Phật quang xa xôi hẻo lánh này, để cũng như là dâng hiến cho quý vị Phật tử chúng ta một thời pháp thoại. Thì hôm nay đầy đủ duyên lành, đại đức đã trở về đây. Vào giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Thay mặt toàn thể chúng Phật tử nơi đạo tràng Phật quang của chúng con, chúng con xin quý vị và chư tôn đức tăng chắp tay niệm Phật cầu gia bị A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giảng sư an tọa, kính mời quý Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Phật Quang Đường Thượng Chư Vị Tịch Đại Tổ Sư Tiền Bối Khai Sơn Tạo Tự Tiền Vãng Trụ Trì Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni tại bổn tự Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng con được có duyên lành trở về ngôi chùa Phật Quang của huyện Trợ Ôn tỉnh Vĩnh Long này, trước kính viếng Tam Bảo, sau đó là có thời pháp nho nhỏ chia sẻ cùng với nam nữ Phật tử. Trước khi vào buổi chia sẻ pháp thoại, đại xin chân thành hãy kính chúc toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an, tâm lạc, và trong cuộc sống người người đều có được an vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, quý nam nữ Phật tử là những người rất là có duyên sâu dày với Tam Bảo, cho nên trong hiện tại này mình tiếp tục mình được gieo nhân duyên thiện căn với Phật pháp, để từ đó mình có được cái phước duyên, có được cái thiện căn, có được một phần vốn liếng về phước đức, và cũng nhờ những cái phần vốn đó, cái nền tảng đó mà giúp cho mình trong đời hiện tại này mình học Phật pháp, mình mau hiểu, và mình cái sự tu tập của mình đó, nó cũng dễ dàng có kết quả nhiều hơn. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, trong buổi sáng hôm nay cũng như là lần đầu tiên thầy về với ngôi chùa Phật Quang này, thì trong nội dung của thầy chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử hôm nay với tựa đề là
nương tựa về Tam Bảo. Xin kính mời các vị cùng lắng nghe A Di Đà Phật. Theo như thầy biết thì đa phần Phật tử bà con của chúng ta, chúng ta có một cái quan niệm như thế này, là thường đối với tất cả các chùa thì quý nam nữ Phật tử chỉ thích cái thói quen của chúng ta là đi vào những ngày 14, 15 hoặc là 30, 11. Những ngày đó là những ngày mà bà con sớm làng của chúng ta là thường đi chùa. Còn những ngày thường thì nói tới chùa chiền thì họ ít đi, ít để tâm tới. Nhưng mà những người mà quy Tam Bảo rồi thì có thể là đi nhiều hơn. Đặc biệt là cái ngày 14 và cái ngày 29 hàng tháng là cái ngày đó là cái ngày chúng ta phải nói là lại Phật sám hối. Thì những ngày đó thì đa phần thầy thấy quý Phật tử đi nhiều hơn. Còn đối với bà con mà cũng là Phật tử nhưng mà chưa có thuần thành, cho nên họ chỉ tới chùa những ngày rằm, những ngày vía, những ngày lễ lớn thôi. Còn bình thường mỗi buổi tối mà kêu mà về chùa tụng kinh á, thì chắc có lẽ là cũng hạn chế lắm. Cũng có người thì cũng đi, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có người thì cũng không thích đi. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, sống trong cuộc đời, sống trong xã hội hiện tại này, sống trong một cái quốc độ, sống trong một cái thế giới mà tôi gọi là sanh lão bệnh tử, không có gì mà tồn tại mãi mãi qua lời Đức Phật dạy. Thì xin thưa các vị đồng ý, ở cuộc sống bên ngoài mình có những cái vui thú, có những cái sở thích, có những cái sự phải nói là thụ hưởng, thì mình coi đó là một cái gì đó là nó an lạc, nó vui vẻ, nó hạnh phúc lắm rồi. Nhưng xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình nhìn kỹ lại, mình thấy rõ vạn pháp là vốn vô thường, không có gì là tồn tại mãi mãi. Rồi đây bản thân của chúng ta cũng theo quy luật, rồi cũng đi về cái thế giới phải nói là vĩnh hằng luôn. Mà cái thế giới này, cái con đường này chúng ta không có quyền lựa chọn. Mà trong mỗi chúng ta sống trên đời này, cuối cùng rồi thì mình cũng phải đi vào cái con đường đó, không có quyền lựa chọn. Khi chúng ta sống mà chúng ta còn lựa chọn ở chỗ này nó chắc ăn hơn, ở chỗ này nó bình an hơn, ở chỗ này nó sung sướng hơn, ở chỗ này nó vui vẻ hơn, nhưng cái đó là thuận gì khi còn sống thôi. Còn cái con đường phải nói là cái tắc thở, chúng ta có chọn được hay không? Không chọn được con đường đó, mà con đường đó bắt buộc chúng ta phải đi tới thôi. Theo thời gian rồi phải tới thôi, ai cũng phải tới hết. Như vậy thì bây giờ mình sống thì mình biết chọn cho mình cái chỗ an lành, cái chỗ hạnh phúc, cái chỗ sung sướng, cái chỗ vui vẻ thì mình thở. Nhưng khi chúng ta sau này chúng ta mất rồi, chúng ta không có thể chọn được. Nhưng mà nếu chúng ta biết nương về Tam Bảo, chúng ta tu học, chúng ta tạo nhiều nhân lành, thì ít ra chúng ta sẽ chọn được cái hướng đi cho mình trong kiếp tương lai. Dù ta nói là tu dở dở, chưa được sanh về cõi Phật, nhưng dù sao sanh lại cõi thế gian này tu thì nó cũng vẫn còn hạnh phúc hơn là bị đọa đày trong kiếp sống tam đồ. Nó hạnh phúc hơn, nó an lạc hơn là cái cảnh sống của đọa đày tam đồ khổ. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, muốn được như vậy thì chúng ta phải quay trở về, chúng ta nương tựa vào Tam Bảo. Cuộc sống ở bên ngoài chúng ta có thể nương tựa vào cha mẹ, chúng ta có thể nương tựa vào vợ chồng, chúng ta có thể nương tựa vào con cháu, chúng ta có thể nương tựa vào những lòng tốt ở trong xã hội. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ lại thì dĩ nhiên cuộc sống, thế thái nhân tình, thân quyến họ hàng thì dĩ nhiên là phải nương tựa với nhau rồi. Nhưng những cái nơi mà chúng ta nương tựa bởi thân bằng quyến thuộc đó, rồi đây nó cũng không có tồn tại. Nhiều khi lúc vui thì khác, khi buồn nó lại khác nữa.
rồi mình nương tựa mà khi những người thân của mình họ là những người sung túc về của cải vật chất thì nó an lạc nhiều hơn. Còn nếu như mình nương tựa mà những người thân của mình họ nghèo khổ quá thì nhiều khi họ xem mình như là một gánh nặng. Rồi từ cái trong cái chỗ gánh nặng đó sanh ra cái tâm phiền não. Rồi từ cái chỗ cái tâm phiền não đó nó làm cho tình thâm của mình nó bị sức mẻ đi. Cho nên kính thưa quý nam nữ Phật tử, không có con đường nào, không có một cái bờ bến nào, không có chỗ dựa tinh thần nào nó tốt đẹp, nó an lạc, nó giải thoát, nó hạnh phúc bằng chúng ta nương tựa về Tam Bảo. Thí dụ như ở ngoài mình nương tựa vào cha mẹ thì dĩ nhiên cha mẹ sanh con ra là phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cho nó khôn lớn. Thì trong cái phần mà nuôi dưỡng như vậy, bản thân người làm cha làm mẹ mà có vật chất đầy đủ thì con cái, con cháu nó làm sao? Nó sung sướng, nó hạnh phúc hay là nó khổ? Dĩ nhiên là nó sung sướng, nó hạnh phúc. Nhưng bây giờ từ cái chỗ mà hạnh phúc sung sướng như vậy, nếu như nó biết thương cha thương mẹ, nó ráng cố gắng, nó học hành cho ngoan cho giỏi, sau này là một trong những người tốt cho xã hội, làm nở mặt nở mày dòng họ, thì đây là một điều rất là phúc báo đối với gia đình. Nhưng ngược lại có những, cũng là những đứa con của mình sanh ra, nhưng mà chủng nghiệp của nó đối với mình phải nói là nó khác nhau quá trời nhiều. Mình thì muốn hướng những đứa con của mình nó đi vào con đường tốt, nhưng mà chủng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của nó mình không thể nằm hướng được. Cho nên tại sao con cái giây phút ban đầu tuổi nhỏ phải nhờ sự dạy dỗ tận tình của cha mẹ, nhưng bên cạnh đó phải có sự phải là hỗ trợ của thầy cô giáo thế gian. Nhưng mà hỗ trợ thì hỗ trợ, nhưng mà nghiệp tiềm ẩn, nghiệp từ bao đời bao kiếp, xin kính thưa với nam nữ Phật tử, không thể nào giải quyết được. Bằng chứng là hiện giờ chắc có lẽ là quý vị ngồi lại, quý vị quán tưởng, rồi quý vị suy nghĩ coi coi có phải như vậy hay là không. Nhiều khi năm đứa con của mình sanh ra, hoặc là ba đứa hoặc là bốn đứa, thì trong số này cũng có những đứa rất là dễ thương dễ dạy, nhưng mà ngược lại thì sao, cũng có những đứa làm cho mình phải nói là trời ơi đất hỡi, không các Phật tử, làm cho quý vị nhiều khi là phải là tức dữ lắm. Nhiều khi cũng chửi con, cũng đánh con, do những cái nghiệp sai biệt của nó. Thì đó là những cái nghiệp tiềm ẩn, cái nghiệp quá khứ. Mình có thể mình sanh ra được cái hình hài vóc dáng này, nhưng mà chủng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp với nó thì mình không biết được, không lường được, và trong tương lai mình cũng không thể nào mà mình uốn nắn cái nghiệp của nó được. Cho nên trong hiện tại này, khi chúng ta nương tựa vào Tam Bảo thì mới thật sự là một cái bến bờ an lạc hạnh phúc. Rồi từ cái chỗ mình nương tựa vào Tam Bảo, mình mới có cái sự hiểu biết về kiến thức tu học. Rồi sau đó mình mới hướng dẫn được những đứa con, những đứa cháu của mình. Thầy hôm qua thầy có xem một cái mẫu truyện nhỏ trên phim hoạt hình, nó ghi lại cái hình ảnh một cái bài học mà hôm nay thầy chia sẻ để cho quý nam nữ Phật tử nghe. Thầy thấy nó là một cái câu chuyện đạo lý rất là hay. Thì cái mẫu chuyện này ghi hình lại là nói về nàng dâu và cô mẹ chồng. Thì cô này cũng mới về làm dâu mà gặp người mẹ chồng thì khó tính. Cho nên là cô này thì cổ hầu mẹ chồng, thì mẹ chồng khó tính quá, cho nên là nhiều khi cô nàng dâu này cô cũng bực, cô cũng giận. Rồi cô mẹ chồng nói dạy nàng dâu này không chịu nghe, không chịu làm theo, cho nên cũng rất là giận, cũng rất là
khó chịu trong người, cho nên từ chỗ đó hai người có một cái sự phải nói là chiến tranh lạnh ở bên trong, bằng mặt mà không bằng lòng, nghĩa là không có ưa vì nhau. Từ cái chỗ đó là cô nàng dâu này mới bàn bạc với ông chồng, thôi bây giờ không thể nào sống chung với mẹ được, bây giờ quyết định là em với anh phải dọn ra riêng ở, chứ ở chung như thế này là ở không được rồi, phải ở riêng thôi. Thì lúc bây giờ anh chồng mới nói không được, bây giờ anh chỉ còn có người mẹ già để phụng dưỡng, không thể nào mà ở riêng được, ở riêng rồi mẹ già ai lo. Cho nên bây giờ cái nàng dâu cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không biết phải làm cách nào. Cho nên một hôm tự nhiên cái cô này có suy nghĩ, cô đi tới cái tiệm thuốc, cô mua thuốc mà gọi là tính là mua thuốc độc về đấy, mà phải nói là đầu độc cho bà mẹ chồng bỏ mất cho rồi. Câu chuyện này nghe nó phim hoạt hình, nó nghe các Phật tử, mà cái câu chuyện này là câu chuyện đạo lý trong cuộc sống thì như thế này. Đầu tiên là như vậy, cái cô nàng dâu cổ chịu không nổi bởi cái cơn giận, cái sự khó chịu của bà mẹ chồng, cho nên mới là đi mua thuốc độc. Năn nỉ ông thầy thuốc, ông thầy thuốc ban đầu ông đâu có chịu bán, nó không được, tôi không thể nào làm những chuyện này. Mà thấy cô này cô năn nỉ, cô nói nó hoài nó mãi, cho nên cuối cùng ông thầy thuốc này ông đưa ra một cái thang thuốc, ông nói thôi bây giờ thấy cô nói quá, tôi sẽ bán cho cô một cái thang thuốc này, đây là thuốc độc, nhưng mà cô nên nhớ nha, cô nghe lời tôi dặn, cô làm đúng theo lời của tôi thì sau này mẹ của cô phải nói là mấy đúng thật ý của cô muốn mất, là muốn cho bà chết, thì cô phải làm theo ý của tôi. Đây là một cái thang thuốc, mỗi ngày hàng ngày ở nhà khi mà cô nấu cơm, cô nấu canh gà cho mẹ cô ăn, thì mỗi khi mà nấu canh gà thì nhớ để một chút xíu thuốc này vô. Mỗi lần nấu canh gà cô nhớ để chút xíu thuốc này vô. Và cô nên nhớ là cô phải hết sức là cung kính yêu thương mẹ chồng của cô. Mẹ nói như thế nào cũng nghe theo, cũng không được cự cãi lại, nói chung phải ngoan ngoãn thì cái chất thuốc này nó mới có tác dụng. Còn nếu đi ngược lại mà cô cứ nóng nảy, cô cứ phải nói là khó chịu, rồi cô cứ cự cãi lại thì nó phản tác dụng của chất thuốc này. Nếu mà cô làm theo thì bảo đảm với cô, sau một thời gian mẹ chồng cô sẽ mất. Cô ta mừng quá, y theo lại thầy thuốc về, ngày nào cũng nấu cơm nấu canh dọn lên cho mẹ ăn, thì trong cái phần canh gà đó đều có chút xíu thuốc đó, đều có chút xíu thuốc đó. Thì từ cái chỗ lâu ngày lâu tháng, cái cô nàng dâu này nghe theo cái sự hướng dẫn chỉ dạy của ông thầy thuốc, cho nên rất là ngoan hiền dễ thương đối với người mẹ chồng. Cô mẹ, bà mẹ chồng mà nói như thế nào cô cũng cười vui vẻ hoan nghỉ, không có tỏ ra một chút xíu thái độ nào mà khó chịu cọc cằn như ngày xưa. Từ cái chỗ đó, cái lâu ngày vài tháng, cái tình cảm giữa hai người nó gắn kết với nhau. Lúc trước thì cái cô mẹ chồng, cái người mẹ chồng không ưa cô nàng dâu, nhưng bây giờ nhìn thấy cô nàng dâu cổ có hiếu, cổ dễ thương, cổ chăm sóc, tự nhiên khởi lên cái tâm quấn là ngày xưa ghét, bây giờ thương trở lại, bây giờ rất là thương. Đi đầu trên sớm dưới đều khen tôi có con dâu ngoan, con dâu hiếu thảo, con dâu dễ thương. Rồi bây giờ trong sớm phải nói là lúc bây giờ ai cũng phải nói là khen cô nàng dâu này hết. Rồi tới một ngày đó cô ta cũng tiếp tục dọn cơm nấu cho mẹ ăn, thì trước khi nấu cũng nấu canh gà, thì cái phần thuốc nó hết rồi, nấu hôm nay nó hết rồi. Thuốc bị hết thuốc rồi, cổ mới khóc, cổ mới nhớ lại lời của ông thầy thuốc, ông chỉ dạy là thuốc này phải để vô nhiều lần như vậy á, thì sau này mẹ chồng của cô mới mất. Như bây giờ là bây giờ hôm nay nấu canh mà thuốc hết rồi. Kính thưa các Phật tử, bây giờ khi cô ta nấu canh tiếp tục, thì bây giờ lấy thuốc ra để mà lấy thuốc ra để vô cái nồi canh, thì bây giờ mới phát hiện là hết thuốc rồi. Lúc đó cô giật mình phải là cô sợ quá, hết thuốc rồi sao đây. Lúc bây giờ phải nói là cô mới quảng hốt, cô chạy tới chỗ ông thầy thuốc khóc quá trời khóc. Thôi bây giờ
hết thuốc là sợ lúc đó là mẹ chết rồi, sắp sửa chết rồi. Cho nên là cô nàng dâu cũng sợ, hoảng hốt cũng chạy tới thầy thuốc khóc lóc. Ta nói là khóc rất là tội nghiệp, thương tâm, bây giờ mẹ con sắp sửa chết rồi. Cho nên thôi giờ con xin phép thầy thuốc, thầy có thang thuốc nào để cho con về, con nấu để cho mẹ con uống, để cho mẹ con không chết mà con sống dai nữa. Ngày xưa thì trù cho bà chết, nhưng bây giờ là không muốn trù cho bà chết nữa, để cho bà sống cho dai. Lúc bây giờ ông thầy thuốc mới nói thiệt không? Trong tâm cô có thật sự là muốn như cho mẹ cô phải là sống khỏe hay không? Cô nàng dâu mới nói, dạ thưa thầy thuốc, bây giờ con nói thiệt thầy thuốc, bây giờ con chỉ mong cho mẹ con sống trường thọ thôi, chứ con không có cái tâm nào để mà con nói con ghét mẹ con, chứ giờ con rất thương mẹ chồng của con. Lúc bây giờ ông thầy thuốc ông mới nói, sở dĩ cô yên tâm đi, cái thang thuốc ngày xưa mà tôi đưa cho cô đó, thuốc đó không phải thuốc độc gì, đó thuốc bổ thôi. Đó là thuốc bổ thôi. Nhưng mà tại vì tôi muốn cho giữa cô và mẹ chồng của cô có sự gắn kết lại với nhau. Ở đời mình đối với người ta như thế nào thì người ta sẽ đối lại với mình như thế nấy. Đó là câu chuyện đạo lý là như vậy. Cho nên ông thầy thuốc mới nói đó chỉ là thuốc bổ thôi. Tôi muốn tạo một cái duyên lành để gắn kết, làm hài hòa lại giữa cô với mẹ chồng của cô. Chứ mà vị lương y như tôi sao nỡ nào mà tôi phải có thể tôi bán thuốc độc cho cô, mà để cô về cô giết mẹ chồng. Có chuyện thất nhân xét đức như vậy thì sao tôi làm được. Cho nên đây chỉ là liều thuốc bổ thôi. Yên tâm đi, từ trước giờ canh gà nấu thuốc bổ cho nó bảo khỏe là phải rồi, không thể nào chết được. Đó, thì câu chuyện đạo lý nó là như vậy, để cho mình biết được là trong cuộc sống hiện tại này, mình đối với những người xung quanh mình như thế nào thì họ sẽ đối lại với mình như thế nấy. Mình luôn luôn đối xử tốt với họ thì dĩ nhiên không có một cái lý do gì mà họ lại xấu ác với mình, họ cũng phải tốt lại với mình. Thì bây giờ sống trong cuộc sống, trong xã hội, giờ mình nương vào cha mẹ. Nương vào cha mẹ thì cha mẹ già, xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cha mẹ mình già thì lúc đó giờ thì giờ mình nương tựa vào nơi bản thân của mình. Hoặc là khi mình nương cha mẹ, khi cha mẹ còn vật chất, còn khỏe, còn của cải tiền bạc thì đời chúng ta hạnh phúc. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là không thể nào mà chúng ta có thể là nương mãi cha mẹ của mình. Cho nên là khi mỗi khi lớn lên chúng ta đều có một cái cuộc sống gia đình riêng, có mái ấm hạnh phúc gia đình riêng, có một cái phải nói là ta gọi là túp liều lý tưởng nho nhỏ, để mà vợ chồng sống hôn hỷ bên nhau. Thì lúc bây giờ thì chúng ta nương vào chồng, nương vào vợ. Nương vào chồng mà gặp ông chồng ông dễ thương, ông chồng có đạo đức trong xã hội thì đỡ, mà gặp ông chồng ông sáng sai chiều xỉn là thôi ta nói chết luôn. Mà gặp ông chồng mà ông cái tâm của ông mà cứ mánh mung, mà cứ phải là lương lẹo rồi chết nữa. Rồi ngược lại chúng ta nương vào cái người bạn đời của mình, mà gặp người vợ của mình phải nói là thôi bài bạc là cũng khổ nữa. Cho nên ăn đời ở kiếp với nhau. Tại sao khi chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên được sự giáo dưỡng của cha mẹ, bây giờ lớn chút xíu nữa thì mình có vợ có chồng, cái giây phút ban đầu thật sự mà nói bây giờ mình thương yêu nhau thì cũng thương yêu nhau, nhưng mà khi về ở với nhau rồi thì cái xấu của nhau lúc đó chúng ta mới phải tỏ tường, chúng ta mới rõ ràng. Lúc bấy giờ thì phải nói là cuộc sống mà thì giờ phóng lao theo lao chứ làm sao giờ. Chồng của mình như vậy thì thôi mình cũng phải theo để mình sống đời sống. Chứ không lẽ bây giờ chỉnh cái là chúng ta chia tay, chỉnh cái chúng ta ly dị. Thầy bây giờ thì chia tay ly dị nó dễ, nhưng mà thời của quý nam nữ Phật tử ngày xưa nó có dễ hay không? Nó khó vô cùng. Mỗi khi mà cha mẹ gả đi mà bây giờ mình sống, dù cho nó cực khổ như thế nào cũng phải ráng ở bên chồng. Chứ mình mà xách đồ mình đi về lại gia đình cha mẹ ruột của mình thì sớm làng bà con người ta chê cười. Đó cũng là một cái khổ. Cho nên nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào chồng vợ, rồi nương tựa vào con cháu. Nương tựa vào con cháu thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, như nãy thầy có nói, con cháu của mình mà nó giàu sang, nó sung túc á, thì phải nói nó đỡ lắm nha. Nó khỏe lắm, an lạc lắm.
Phải nói là sáng sáng chiều chiều đi chùa tụng kinh đó, nó cũng an lạc vô cùng. Tại vì ở nhà có con cháu nó lo, nó cấp dưỡng, nó nuôi à. Nhưng mà ngược lại, những đứa con của mình, những đứa cháu của mình nhiều khi nó khổ sở quá, mà mình lớn lên, mình già cả, mình ở với nó à, ăn cơm sáng, ăn cơm chiều. Thì trong những buổi cơm như vậy, nhiều khi nó mặt lớn mặt nhỏ, rồi sao nuốt vô được đây, kính thưa các Phật tử? Sao nuốt trôi cái miếng cơm vô bụng đây, phải không? À, thính già miếng cơm vô bụng mà thấy những mặt nó không vui. Hoặc là trong cái bữa ăn cơm nhìn thấy cơm cháo thì đạm bạc nghèo khổ, thì bản thân của những người lớn tuổi như chúng ta thấy nó cũng khổ, cũng ái náy, cũng nghẹn ngào à, nương tựa vào con cháu. Nhưng cũng không thể là, nhưng cũng phải nói là không thể nào trọn vẹn được cái tinh thần của tất cả chúng ta. Rồi tiếp theo nữa là giờ sao? Có những mảnh đời nương tựa vào những lòng tốt trong xã hội à, thì trong những lòng tốt xã hội thì có những mạnh thường quân cũng như là những người bạn của chúng ta, thì bạn bè nó cũng không thể nào giúp hoài cho mình được một giây phút nào đó, nó nhỏ nhỏ, nó nhẹ nhẹ mà thôi. Rồi chúng ta cũng phải tự bươn chải, tự vươn lên. Mà những lòng tốt trong xã hội thì dĩ nhiên có những mảnh đời bất hạnh, thầy đấy không nhà, không cửa, không gia đình, ngủ ở dưới hầm cầu hoặc là ngủ ở chỗ tại công viên. Thì những người như vậy á thì sống nhờ những cái lòng tốt xã hội. Có khi những anh chị em là ở trong cái ngôi chùa này ngôi chùa kia, hoặc là một công ty này công ty nọ, họ có thể là tổ chức thành một cái nhóm nhỏ 10 người, 15 người, rồi nửa đêm nửa hôm á, 12 giờ 1 giờ đó, họ đi phân phát cho cái mền, cho cái áo lạnh, cho ngập cơm đối với những người có hoàn cảnh bất hạnh. Thì đó là cũng sống, cũng nương tựa vào, nương nhờ vào những lòng tốt trong xã hội. Nhưng xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì ta nói là kiếp người, kiếp nhân sanh của chúng ta chỉ biết được trong hiện tại này. Nhưng mà từ hồi quá khứ chúng ta gieo những nhân gì hoàn toàn chúng ta không biết. Mà nếu có biết đi thì cũng biết mập mờ, nhờ cái sự phải nói là tu tập trong kiếp này mà mình có thể biết được một chút xíu về những đời kiếp ở quá khứ. Nhưng trong hiện tại này thầy muốn để cho quý nam nữ Phật tử nhìn biết được cái đường hướng của mình ở tương lai. Cho nên trong hiện tại này một điều chắc chắn là chúng ta phải nương tựa vào Tam Bảo để chúng ta tạo phước lành. Vì thầy nói rồi, nương tựa vào cha mẹ, anh em, chồng vợ, bạn bè, nó thật sự không đưa tới cái tâm an lạc cho quý nam nữ Phật tử. Vì họ cũng là những người phàm chúng sanh, cũng là những người phước mỏng nghiệp dày, là những người phải nói là tham sân si nó cũng vẫn còn đầy dẫy trong đó. Cho nên trong cái tâm linh của họ không có sự an lạc, và đồng thời họ cũng không biết Phật Pháp. Họ không biết Phật Pháp, cho nên giữa ta với họ, nếu sống lâu với nhau như vậy, không có một cái sự cộng nghiệp lành cho nhau, cho nên ta cũng không có được cái sự an lạc. Mà họ lo mãi miết làm ăn, không có một cái sự an lạc. Ta không có được cái sự an lạc, mà họ cũng không có được cái sự an lạc. Chỉ nhờ một cái phúc duyên là chúng ta nương tựa về Tam Bảo. Nhờ cái phước duyên chúng ta nương tựa về Tam Bảo thì cái con đường an lạc hạnh phúc của chúng ta nó sẽ nhiều hơn. Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, không phải ai sanh ra lớn lên cũng đủ duyên được gặp Phật Pháp để tu hành. Chẳng hạn như quý nam nữ Phật tử chúng ta tại vùng quê như thế này, mà thầy thấy các Phật tử chúng ta hôm nay là một cái ngày tu hàng tháng, với một cái địa phương chúng ta như thế này, cuộc sống vắng vẻ, nó điều hiu, nó quạnh quẻ như thế này, mà quý nam nữ Phật tử trong ngày hôm nay mà chúng ta cũng tập trung về đây gần cả trăm người để chúng ta ngồi đây chúng ta tu tập một ngày an lạc, thì thầy thấy đây là một cái điều rất là hạnh phúc.
Vì sự hiện diện của quý nam nữ Phật tử ngồi tại nơi này, nhưng đâu đó có những người cũng biết chùa chiền, nhưng mà họ không có một cái tâm để mà mong cầu giải thoát. Cho nên thà họ ở nhà, họ ngồi họ xem phim, họ đi chơi, chứ họ không có biết phải nói là góp nhặt cái công đức phước báo. Cho nên quý nam nữ Phật tử ngồi đây mà biết tới Tam Bảo, về đây ngồi tại nơi này để mà chắc chiêu, dung bón, đây là phải nói là âm đức âm phước vô cùng. Và quý nam nữ Phật tử cũng đã biết rồi, ngôi chùa Phật Quang của chúng ta, nhìn thấy nó đơn giản, nhìn thấy nó phải nói là nó không có gì quý báu ở đây, ở trong ngôi chùa chúng ta hết. Nhưng mà tại ngôi chùa này, về mặt tâm linh, xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, thầy bước vào ngôi chùa này thầy thấy rất là thoáng mát. Vì sao? Vì nơi này xưa kia là những bậc cao tăng, là những bậc cao tăng phải nói là phát triển gốc gác từ nơi này, mà phải nói là làm cho rạng danh, phải nói là tâm tổ. Ngày xưa Cố Hòa Thượng sư ông Thích Thiện Hoa cũng nơi này, đúng không các Phật tử? Rồi tiếp theo nữa là hiện bây giờ Hòa Thượng sư ông Trúc Lâm Thượng Thanh Hạ Từ cũng xuất gia tu tập nơi này, mà bây giờ phải nói là danh thơm tiếng tốt sáng ngời. Rồi sau đó là những vị phải nói là cũng xuất phát từ nơi này, luôn luôn là những người làm lợi ích giường cột cho Tam Bảo. Cho nên quý Phật tử về đây mà tu tập tại một ngôi chùa mà cái nơi này luôn luôn đào tạo ra những vị phải nói là danh chấn thiên hạ, những người làm lết cho Phật Pháp, thầy thấy nó hạnh phúc vô cùng. Thầy có xem những cái đoạn phim nho nhỏ của Hòa Thượng sư ông Thích Thanh Từ, hình như là khi Hòa Thượng còn khỏe đó, Hòa Thượng về thăm quê đó. Đó, thì thấy là nguyên phái đoàn đi chung với Hòa Thượng đi rất đông. Lúc đó thầy xem phim, thầy những đoạn phim đó thì thầy cũng thấy là giới thiệu chùa Phật Quang, giới thiệu tỉnh Vĩnh Long, giới thiệu chùa Phước Hậu, rồi mảnh đất ông thân bà thân của Hòa Thượng. Thầy chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay được đủ duyên, hôm nay phải nói là đủ duyên được ngồi dưới Phật điện, một cái chánh điện trang nghiêm giản dị, nhưng mà trong một cái không khí trang nghiêm giản dị thế này, nó có một cái hồn thiêng liêng ở trong đó. Cho nên quý nam nữ Phật tử là những người có phước báo, cho nên các Phật tử được tận hưởng cái ân đức của chư vị nơi này. Chính vì thế quý vị đã có sẵn cái âm đức, có đầy đủ cái phước duyên rồi, thì ngay từ giây phút này chúng ta tiếp tục, chúng ta phát triển cái duyên sẵn có chúng ta, chứ không ai mà có thể là tạo và cho chúng ta được. Chúng ta muốn giàu sang sung túc thì tự chúng ta phải cực khổ làm việc, chúng ta mới có được cái sự giàu sang. Chúng ta lười biếng thì chúng ta nghèo khổ. Thì trong chốn thiền môn cũng như vậy, chúng ta tu tập muốn có phước báo, muốn cảm thọ được cái hương vị an lạc giải thoát rõ ràng thấu đáo giáo lý Phật Đà, thì tự chúng ta phải nỗ lực nương tựa về Tam Bảo. Vì Tam Bảo là bóng mát che chở chúng ta, mình nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào vợ chồng, nương tựa vào xã hội, nương tựa vào con cháu, nhưng đằng sau đó nó vẫn có một cái gì đó làm cho chúng ta phiền não. Nhưng nương tựa vào Tam Bảo thì Tam Bảo chính là bóng mát từ bi, không bao giờ làm cho chúng ta đau khổ phiền não. Chẳng hạn bây giờ mình nương tựa vào Phật, bây giờ mình nương tựa về Phật, quý nam nữ Phật tử nhìn thấy có tất cả các tôn tượng của tất cả chư Phật mà được các vị thợ đúc nắng người ta làm lên, thì một tượng Phật nào cũng có đầy đủ cái tướng hảo, lòng từ bi, khuôn mặt lúc nào cũng nhẹ nhàng, an lạc, thông thoáng. Một Phật có nghĩa là gì? Phật có nghĩa là bậc tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn.
mình nương tựa vào Phật, vì Phật là người có đầy đủ, phải nói là phước trí trang nghiêm, là người có đầy đủ y báo và chánh báo, là người có thể giúp cho chúng ta, phải nói là chuyển hóa những nghiệp xấu trở thành tốt, là người có năng lực thấu rõ, nhìn kỹ quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng ta. Và người cũng có đầy đủ phước báo, năng lực. Mà khi chúng ta nương tựa, chúng ta tu tập vào, thì chúng ta sẽ có được sự an lạc giống như Ngài. Vị Đức Phật nói một cái câu sách tấn chúng ta rất là hay, rất là rõ ràng. Ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật phải nói là sách tấn chúng ta như vậy á. Chứ Đức Phật đâu có phải nói là ngã mạng, là dỗ ngực xưng tên như thế này thế kia nọ. Ta là Phật đã thành rồi, nhưng chúng sanh, chúng sanh là tất cả phổ biến hết nè. Ta nè, thầy và các Phật tử, rồi nào là con chim, con cá, con trâu, con bò, con rùa, con muỗi, con dế, là những chúng sanh đó. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta có đầy đủ nhân duyên để mà tu mau thành Phật nhất. Còn chúng ta nhìn kỹ lại con chó, con mèo, con trâu, con chuột, con gà, cái loài này biết bao giờ nó mới thành Phật? Nó muốn thành Phật nó phải đổi đến lớp người. Mà từ cái kiếp súc sanh mà qua kiếp người, quý nam nữ Phật tử biết dài bao nhiêu hay không? Lâu lắm. Kiếp con trâu, con bò thì tuổi thọ của nó có thể là 10 tuổi, 10 năm. Con chó chúng ta nuôi trong nhà cũng vậy, 10 năm là cao nhất rồi. Nhưng mà nó phải đọ đài, nó đầu thai bao nhiêu kiếp như vậy. Đó, còn kiếp con người chúng ta thì tuổi thọ dữ lắm, tự nhiên ta nói là hiện giờ, cho nói là bây giờ mình nhìn cái tuổi thọ một cách tương đối thôi, chứ tuyệt đối thì nhiều khi khó lắm. Trong thời đại này mà kiếm được một người tuổi thọ 100 tuổi thì phải nói là đi nguyên cái huyện trời ơi của chúng ta không được bao nhiêu người. Nhưng mà những người mà thọ ở hàng 80 mấy 90 trở lại, ta nói là nhiều khi là cũng nhiều lắm. Thì một kiếp người của mình như vậy đó, nó phước báo vô cùng. Nhưng nếu như gặp Phật Pháp mà không tiếp cận Phật Pháp, không học hiểu Phật Pháp để mà tu theo Phật, thì ta nói đây là một cái điều rất là uổng. Và cái uổng này ta gọi là chúng ta là những người thiếu phước, thiếu duyên. Sanh ra lục căn đầy đủ, gặp Phật Pháp mà không tu thì đây gọi là những người thiếu phước, thiếu duyên. Thì bao giờ chúng ta mới được thành Phật? Cho nên lời Phật dạy, Phật sách tấn chúng ta rất là đẹp, rất tuyệt vời, không nói gì mà xa xôi dịu dợi. Các con ráng tu đi, sau này các con cũng thành Phật giống như ta. Nói thẳng là vậy đó, nghe không? Giờ ta tu ta thành Phật rồi đó, bây giờ các con ráng cố gắng tu theo ta. Ta dạy làm sao tu theo như vậy thì sẽ giống như ta thôi, còn đi khác đường ta dạy là địa ngục A Tỳ chờ sẵn các con. À, thì bây giờ Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để mình hiểu, mình xoáy sâu vào. Chứ nhiều khi quý nam nữ Phật tử thấy nó tam bảo là Phật pháp tăng rồi, hiểu nhiêu thôi, chết rồi. Phải xoáy sâu vô nữa, như thế nào gọi là Phật? Phật được tạm dịch hiểu là, ơi, cái chữ không phải tiếng Phạn, nó là Buddha, nhưng mà dịch hiểu là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là sao? Nhiều đời, nhiều kiếp Đức Phật cũng là những người Phật tử cư sĩ như giống các Phật tử đây. Nhưng mà do tinh thần tự giác tu tập, tự giác nhìn thấy được cái hay, cái đẹp trong xã hội, cái phải, cái quấy. Từ chỗ đó tự giác là bản thân của mình, cô của Ngài tự rèn luyện, tự nỗ lực tu tập, lánh ác, phụng thiện, trải qua nhiều đời kiếp, bố thí, tu tập, cúng dường, à, ăn chay, ta nói là đầy đủ những căn lành, duyên lành. Rồi á, tự giác ngăn ngừa những điều tội lỗi, những điều không đúng, những điều không tốt, phải mạnh mẽ,
phải tự chúng ta mạnh mẽ, chúng ta tạo cho chúng ta một cái duyên lành, chúng ta phải tự giác như vậy. Chứ ngoài ra những cái ta gọi là trong thế gian này, đời ngũ trược này, đời ngũ dục này, nó tài sắc danh thực thì ăn uống ngủ nghỉ, tiền bạc vật chất danh tiếng, ta nói sắc dục, xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, nó dễ làm cho con người mình nó thay đổi lắm. Nhiều khi mình sống ở tại thôn quê như thế này, mình trơn chất, mình thật thà, thì đây cũng là cái điểm mạnh chúng ta. Lấy cái điểm trơn chất thật thà này tu tập thì nó dễ thành đạo nhất. Đó. Còn nếu như mình á, mình không giữ vững được cái tâm của mình, hiện giờ mình đang trơn chất thật thà dễ thương, nhưng mai kia mốc nợ gia đình, phải nói là cái nhà của mình ở, hoặc là khu đất của mình, khu giường của mình được, phải nói là quy hoạch rồi chúng ta được bồi thường một số tiền rất lớn, hoặc là ta nói là phước báo đâu mà phải, hiện giờ nó tới chúng hai tờ đặc biệt, tự nhiên bây giờ có tiền nhiều quá, cái tâm của chúng ta nó thay đổi. Lúc đó chúng ta không nghĩ tới Phật pháp, mà chúng ta suy nghĩ giờ có tiền nhiều quá, từ trước giờ nghèo khổ không biết gì ăn chơi, nên có tiền nhiều đi ăn chơi cho nó đã. Thì xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái này là ta gọi là tiêu luôn. Cái này gọi là tiêu luôn. Cho nên trong lòng của chúng ta, hằng ngày chúng ta nương tựa về Tam Bảo, sống dưới bóng mát từ bi của Tam Bảo, thì chúng ta phải hiểu được chữ Phật. Phật là bậc tự giác. Tự giác tích tạo phát triển tất cả các căn lành, và cũng tự giác ngăn ngừa tất cả các duyên ác. Những gì chúng ta nhìn thấy nó không an lạc ở nội tâm, mà chúng ta thấy biết đó, khi mình nói, khi mình làm, nó sẽ đưa tới cái hậu quả, kết quả là đau khổ, phiền não, không có an lạc hạnh phúc, thì chúng ta nên dừng lại, chúng ta nên tự giác chúng ta làm. Chứ không phải là tôi gieo nhiều cái nhân không tốt như vậy, tôi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cái nó hết. Suy nghĩ như vậy là sai nghe các Phật tử, suy nghĩ như vậy là tu muôn đời cũng không bao giờ thấy được Phật pháp. Đó, cho nên đó, chúng ta phải hiểu chỗ đó, phải tự giác. Đó, giác tha đây là sao? Cái nghĩa giác tha đây, thầy thí dụ như quý nam nữ Phật tử chúng ta về chùa, chúng ta tu tập, chúng ta thấy được một cái câu kệ hay, chúng ta chứng ngộ được một cái gì đó thâm thúy, do nhờ cái sự rèn luyện tu tập của chúng ta mà có được. Chúng ta đem cái hay, cái biết, cái đẹp đó chia sẻ lại với huynh đệ, bạn bè, hoặc là trong gia đình của chúng ta. Mình nói những cái lời hay, tiếng đẹp đó, ý tốt đó, để cho những người thân của mình họ tiếp tục, họ phát triển. Có thể là trong hiện tại họ nghe, họ chưa thực hành, nhưng mai kia mất nọ họ sẽ thực hành. Ví dụ mình đi về chùa Phật Quang thôi, mình nói ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh. Ngôi chùa này là, phải nói là một ngôi chùa, phải nói là xưa kia có rất nhiều những bậc cao tăng, phải là xuất xứ từ nơi này, cho nên mình cũng có phước mình về nơi này mình tu tập. Căn dặn con cháu sau này có duyên, có cơ hội đi ngang chùa Phật Quang, nhớ ghé vào đốt cúng dường Tam Bảo cây nhang. Mình chỉ nói như vậy thôi, thì tự nhiên mai khi mất nọ nó nhớ cái lời của mình nói, nó chạy ngang nhìn thấy bảng chùa Phật Quang lại chạy vô. Mình phải nói cho nó in vào trong cái tâm thức của nó, là mình đang gieo duyên cho con cháu mình đã. Xin kính thưa các Phật tử, đó là cái sự giác tha. Cái sự giác tha của chư Phật nó khác, còn đối với chúng ta còn là phàm phu chúng sanh. Cho nên những gì chúng ta tu tập, chúng ta thấy là niệm Phật tu tập rất là an lành hạnh phúc, tụng kinh rất là an lành hạnh phúc, về chùa rất là an lạc. Và cứ như thế là phải vậy, chúng ta chia sẻ với con cháu chúng ta. Mỗi một ngày tu, ngày 23 hàng tháng như vậy là huynh đệ về tu rất nhiều, tiếng niệm Phật nó âm vang, làm cho người sống được, phải nói là bình yên. Mà những người đã phước rồi nghe tiếng niệm Phật này, họ cũng nhất tâm họ niệm Phật theo để họ siêu thoát, an lạc như vậy đó. Chứ không phải là câu niệm Phật của chúng ta nó đơn giản chỉ là để thầy cho các Phật tử nghe thôi ha. Không phải là chỉ là chúng ta nghe thôi, mà những người xung quanh nơi này, những người đã khuất, những người đã mất, đã chết rồi,
Nhiều khi họ ân quán, hận quán họ vẫn còn, họ không chịu siêu. Những người chết quan chết đất họ không chịu siêu, họ tức tối. Thì những người đó họ nghe tiếng niệm Phật, nghe từ một ngày, hai ngày, nghe nhiều lần, họ tỏ ngộ được, họ siêu thoát. Thiệt, trong đó cũng nhờ có một phần công đức của quý nam nữ Phật tử, chúng ta văn tập về đây, chúng ta tu tập. Cho nên câu niệm Phật của chúng ta nó lan tỏa đó, làm âm siêu dương thế tại nơi này. Đó, cho nên xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái sự giác tha của đối với người Phật tử chúng ta nó là như vậy là đủ rồi. Chúng ta chưa chứng thánh, khả năng của chúng ta là năng lực của chúng ta chỉ bao nhiêu thôi. Cho nên những gì mình thấy hay, tốt đẹp, chia sẻ cho con cháu, bạn bè, huynh đệ, thì cái tâm chúng ta như vậy là chúng ta cũng đầy đủ được cái hạnh giác tha chúng ta rồi. Đó. Cho nên mình hiểu được cái từ Tam Bảo, Phật Bảo, nó là tự giác giác tha. Tự giác tha thì giác hạnh viên mãn. Tự mình tu, mình đem cái điều hay đẹp của mình chia sẻ mọi người tu theo, gọi là giác hạnh viên mãn. À, thì chúng ta ở đây cũng như thế. À, chúng ta quy Tam Bảo rồi, nương tựa vào Phật. Thì nương tựa vào Phật là phải tự giác, phải tự mình nỗ lực tu tập, nên nhớ cái điều đó. À, tự mình rèn luyện cho bản thân mình, tự mình tạo cho mình những cái duyên lành, duyên tốt, không ai tạo cho mình. Dù cho thầy ngồi đây thầy nói tới chiều, hoặc là mai kia mốt nọ có đủ duyên nói nữa, nhưng mà cái duyên lành cũng là cái để các Phật tử tự tạo. Thầy chỉ là người nói cho các Phật tử nghe cho nó đã cái lỗ tai, phải không? Nhưng mà tạo duyên lành là các vị phải tạo. Chứ này làm thầy giật mình nè. Làm thầy giật mình. À, cho nên là duyên lành là tự các Phật tử phải tự tạo. Thầy chỉ là người phải nói là ngồi hôm nay đủ duyên được là thượng đọa thích nhật lễ, là hoan hỷ, à, tạo duyên lành để thầy về đây thầy chia sẻ, à, tôi gọi là kinh nghiệm tu tập. Chứ mình còn không dám nói là giảng pháp, tại vì ngôi chùa nơi này là những bậc tổ sư nơi này là dữ dằn lắm. À, cho nên thầy chỉ dám sử dụng cái từ là chia sẻ kinh nghiệm để thầy và các Phật tử có một cái gì đó, có một cái ý tưởng chung để chúng ta cùng với nhau tu tập thôi. À, thì đó là Phật Bảo, còn Pháp Bảo. À, bây giờ mình nương tựa vào Pháp Bảo. Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, lời kinh Đức Phật dạy, trong 49 năm thuyết pháp thì có rất nhiều vô lượng vô biên những bài kinh Đức Phật dạy. Đức Phật gặp cái người làm vua, Đức Phật giảng pháp khác. Đức Phật gặp cái người làm quan, Đức Phật nói pháp khác. Đức Phật gặp cái người thương buôn, người buôn bán ngoài chợ đó, Đức Phật sẽ giảng pháp khác. Nhưng mà gặp cái người phải nói là cơ bằng khổ sở làm ruộng như chúng ta, Đức Phật sẽ nói khác nữa. Cho nên là tùy theo cái đối tượng, tùy theo căn cơ, tùy theo nhân duyên mà Đức Phật giảng pháp để cho phải nói là thính chúng mà ta nghe, người ta tu tập. Cho nên mới nói là vô lượng pháp môn tu là như vậy. Tôi không biết chữ, tôi tu theo cái cách tôi không biết chữ. Anh chị biết chữ, chữ nghĩa nhiều, học cao hiểu rộng thì anh chị tu theo cái cách của anh chị. Tôi không biết chữ cho nên tôi vào chùa tôi niệm Phật, tôi lủi lủi xuống bếp tôi nấu cơm, tôi làm công quả. Được không các Phật tử? Được chứ, sao không được? Ừ. Còn chúng ta là những người học cao hiểu rộng thì chúng ta cái nhiệm vụ chúng ta là phải nghiên cứu kinh điển cho nó chính xác, chia sẻ lại cho nó chính xác luôn để cho mọi người tôi tu tập. Nó là như vậy. À, thì xin kính thưa các Phật tử, chánh pháp của Đức Phật thì ta nói là nó vô lượng vô biên, giống như nãy thầy nói. Thì mình nương tựa vào những lời Phật dạy để mình thấu hiểu được hương vị giải thoát. Và từ chỗ đó đó mình nhìn thấy, mình nhìn thấy là những gì chúng ta nên nói, những gì chúng ta không nên nói. À, những gì gọi là sai trái và những gì là đúng đắn, những gì là phước báo, những gì là ngược lại. Chánh pháp là liều thuốc uống mà.
chúng ta uống không khéo vào chúng ta bệnh luôn, bệnh nặng luôn. Cho nên là có những người hiểu không hiểu Phật pháp sâu sắc, cho là đi chùa là mê tín. Cái đó là những người này là những người bàng quan thiên hạ, họ không hiểu được Phật pháp, không có nắm rõ giáo lý Phật Đà. Cho nên là họ không hiểu được những vấn đề đó, cho nên họ muốn nói là sao? Nói là nói à. Còn bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp, họ nói gì họ nói kệ họ. Như mình là những người thật sự đang nương vào chánh pháp để mình tu tập. Chánh pháp của Phật Đà hàng ngày chúng ta về chùa là chúng ta tụng kinh nè. Nói những cái câu mà Đức Phật phải nói là dạy trong giáo lý nhân quả thôi, thì quý nam nữ Phật tử nghe là thấy nó cũng là phải nói là thực hành theo thôi là an lạc hạnh phúc rồi. Giống như câu chuyện đạo lý hồi nãy thầy nói cho các Phật tử nghe đó. Mình đối xử với người ta như thế nào thì đã đối xử lại mình như thế nấy. Cho nên trong cuộc sống này mình phải sống tốt với tất cả những người xung quanh, thì những người xung quanh họ sẽ sống tốt lại với mình. Đây là câu chuyện nhân quả, đâu câu chuyện đối đãi. Thì nó từ xuất phát từ đâu? Từ giáo lý Phật Đà ra thôi, chứ đâu tự nhiên có. Cho nên xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, pháp là như vậy, chánh pháp là như vậy. Cho nên nhiều khi mình quy y pháp, mình nương tựa vào pháp bảo mình tu tập, mình nương tựa vào pháp, nhưng mà phải nhớ một điều là chánh pháp nha. Chánh pháp. Những gì là chánh pháp? Những gì nói ra mà mình nghe nó có một cái lý lẽ thấu đáo, có cái nền tảng đạo đức ở trong đó thì đều là chánh pháp hết. Những lời nói ra mà có chỉ an lạc nơi bản thân chúng ta mà đau khổ cho rất rất nhiều người, đó không phải là chánh pháp. Nên nhớ chỗ đó. Mà mỗi khi chánh pháp là luôn luôn đưa tới sự an lạc cho tất cả muôn người, cho nhiều người, trong đó có ta, thì đó là chánh pháp. Thì quý nam nữ Phật tử cứ nên nhớ như vậy, lấy nó làm một cái, phải nói là cái xu hướng, lấy nó làm một cái kim chỉ nam, lấy nó là một cái nấc thang, cái nền tảng để nhận thức rõ nó là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rất nhiều kinh tạng, nói rất nhiều kinh điển, nhưng cuối cùng nên nhớ chánh pháp mới là của Phật, còn tà pháp không phải là của Phật. Cho nên mình quy pháp là quy chánh pháp Đức Phật dạy. Tôi ăn chay, tôi có được cái phước báo của sự ăn chay của tôi. Tháng tôi ăn chay 5 ngày thì có được hưởng phước báo chay 1 tháng chay 5 ngày. Vậy thôi chứ không chê, không khen gì hết trơn á. Còn ai ăn được thì phải nói là rất là quý báo, ai không được thì thôi, chứ không có chê gì hết á. Đây là nghiệp duyên, cái này cũng là nghiệp duyên. Ngày xưa khi thầy mới đi xuất gia tu hành, thầy cũng nói chuyện với sư cô của thầy, nói sư cô bây giờ con bình thường ở ngoài con thích ăn canh chua cá lóc quá, giờ con sao này con tôi có ăn tàu hủ chết bà sao chịu nổi, sao chịu nổi đây. Sư cô nói không sao, bây giờ chứ con sợ như vậy thì trước khi con đi tu á, con phải ngày ngày con còn là cư sĩ, để con lên con nguyện với Phật, để con lại Phật xin đi, xin theo cái ngôn ngữ thế gian của mình suy nghĩ sao nói vậy. Mô Phật, Phật ơi sau này con đi tu Phật gia hộ cho con ăn chay được nghe Phật, chứ nếu mà Phật không gia hộ con ăn chay không được đâu. Đó, ngôn ngữ thế gian của mình á, ngôn ngữ của những người phải nói là dân giả như chúng ta đó. Đối với Phật thì không có cần nên màu mè làm gì, tại vì chúng ta không có văn chương, chúng ta không nên màu mè. Thì Phật ơi xin gia hộ cho con sau này con xuất gia con đi tu, xin Phật gia hộ cho con ăn chay được. Thì những cái lời mình cầu nguyện khấn nguyện như vậy, xin kính thưa với nam nữ Phật tử, long thiên hộ pháp gia hộ cho mình hết á, qua chùa tự nhiên ăn chay được. Cho nên quý nam nữ Phật tử tại đạo trạng này, nếu như mà người nào nó con chay chưa được, tại mình chưa phát nguyện, cứ phát nguyện lên Phật đi là sẽ được hết, nghe không? Cứ phát nguyện lên là sẽ được hết tất cả, không có gì là không được. Thì đó là cái quy trình chúng ta nương tựa vào pháp bảo. Bây giờ cuối cùng chúng ta nương tựa vào tăng bảo. Tăng bảo, đó nói tăng bảo là tất cả mười phương chư tăng, những quý thầy của Vĩnh Long chúng ta, những quý thầy của đất nước Việt Nam chúng ta, hay là những quý thầy của tất cả những đất nước khác đều là chư tăng. Thì những vị chư tăng như vậy đều là thầy chúng ta hết. Như mình có duyên được ông thầy tại nơi này, ổng quy tam bảo cho mình, hoặc là ông thầy nơi này ổng xuất gia cho mình, thì cho nên ổng là tạm thời gọi là ông thầy bổn sư, là cái người phải đỡ đầu cho mình.
Nhưng mà tất cả các vị thầy trên thế giới này, trong nước này, vị nào cũng là thầy chúng ta hết. Thì chúng ta nương vào tăng bảo, chúng ta tu tập. Nương tựa vào tăng bảo để chúng ta tu tập cái gì? Tu tập ở cái hay của các thầy. Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, mỗi một quý thầy như vậy đều có một cái hay riêng biệt khác nhau. Có thầy thì giỏi về giảng pháp. Thì nếu mà cái thầy mà giỏi về giảng pháp thì sao chúng ta được lợi lạc gì? Chúng ta nếm được nhiều cái hương vị giải thoát của pháp bảo ha. Chúng ta sẽ biết rộng, chúng ta hiểu nhiều. Tại vì thầy chúng ta là cái người phải là uyên thâm Phật pháp. Thì mình nương tựa, mình biết cái người đó thì mình sẽ Phật pháp mình hiểu nhiều nè. Hiểu Phật pháp, hiểu nhiều Phật pháp Nam truyền, hiểu nhiều Phật pháp Bắc truyền, rồi hiểu thêm những nền tảng kinh tạng Pali cũng như là bên Việt Nam chúng ta có hệ phái khắc sĩ. Chúng ta hiểu thêm nữa. Tại vì văn hóa mọi vùng mọi nơi thì những nhà mà phải nói là tu sĩ mà dịch kinh đó, một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng tới cái văn hóa địa phương vùng miền nữa. Nó là như vậy đó. Cho nên là chánh pháp Đức Phật là nó là như vậy. Nhưng cuối cùng Đức Phật nói cũng chỉ là phương tiện thôi. Các Phật tử nhớ nha. Trước khi nhà nước vàng, Đức Phật cũng nói là chánh pháp ta cần bỏ, huống chi là tà pháp. Cái câu này phải hiểu cho nó rõ ràng. Mình còn mê muội cho mình nương vào câu niệm Phật, nương vào bản kinh để mình tu hành. Khi đã giác ngộ rồi thì mấy cái này là tôi bỏ hết. Các Phật tử nhớ không? Hiểu không? Nhưng mà chưa có giác ngộ mà bỏ là chết luôn đó. Còn khi chúng ta giác ngộ rồi chúng ta mới bỏ. Còn chưa có giác ngộ mà bỏ cái là chúng ta bị nó chìm không biết tới đâu luôn nữa. Phật tử, chúng ta nên nhớ là tất cả mười phương chư Phật đều có vô lượng phương tiện lành để hóa độ. Cho nên Đức Phật Thích Ca phải nói này, luôn cả chánh pháp ta còn bỏ, huống chi là tà pháp. Suốt 49 năm thuyết pháp ta không nói gì hết á. Không nói gì hết là mình phải hiểu là không có chấp tướng để tu hành. Đầu tiên là mình nương vào cái tướng để tu. Nhưng khi đó liễu ngộ Phật pháp rồi, xả luôn cái tướng này, thì trong đó mới thật sự là tâm thanh tịnh, không chứa thiện mà không chứa ác ở trong đó, không giữ cái nào trong này hết. Đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh như vậy gọi là thiền định rồi đó, có định rồi đó. Thì như vậy là có Phật, có Phật trong tâm. Lúc bấy giờ muốn sanh thì cõi nào cũng được chứ. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta hiểu chỗ này ha. Nương tựa vào những vị thầy uyên thâm Phật pháp thì giáo lý Phật Đà chúng ta hiểu nhiều, hiểu rộng. Nó là vậy. Rồi chúng ta nương tựa vào một vị thầy học hỏi, một vị thầy mà chuyên tu, thì chúng ta hiểu liễu đạt được cái giá trị Phật pháp qua lời Đức Phật dạy, nếm được cái hương vị phải nói là giải thoát. Trong đó có sự an lạc, giải thoát thực tế trong đó. Còn thí dụ như mình nương tựa vào một vị thầy phải nói là một vị thầy phải nói là buông xả, thì chúng ta sẽ thấy được tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Những vị thầy mà tu tập mà biết cái hạnh buông xả thì chúng ta nhìn thấy những vị đó chúng ta nhẹ nhàng lắm. Nói chuyện mà lỡ có lỡ lời đi cũng không sao, những vị ta cũng không có trách hờn, cũng không có buồn phiền, không có khiển trách chúng ta gì hết. Rồi thí dụ như chúng ta mà nương tựa vào những vị thầy đã giao tiếp giỏi, có một cái duyên, có một cái khiếu ngoại giao, thì chùa chiền hoặc là nơi chúng ta tu tập đều đầy đủ sung túc hết. Rồi chúng ta nương tựa vào một vị thầy phải nói là rất là giỏi về cái mặt phải nói là trang trí mỹ thuật đó, thì tâm chúng ta nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, nhìn đằng trước, nhìn đằng sau, cảnh nào nó cũng đẹp, nó cũng mát, con mắt nó cũng vừa cái tâm cái ý chúng ta hết. Cho nên mỗi vị thầy đều có một điểm mạnh khác nhau. Các ngài đều có một sự tu tập theo lý Phật Đà, nhưng cũng tùy theo cái biệt thiện nghiệp của các ngài mà các ngài đều có một cái điểm mạnh khác nhau. Cho nên là trong thập đại đệ tử Đức Phật là mỗi người mỗi một cái đệ nhất khác nhau hết, không ai giống ai. Những người mỗi người đều có một cái tài năng giỏi khác nhau. Thì chư tăng trong hiện tại này cũng như thế. Xin kính thưa quý nam nữ Phật tử, quý thầy quý sư cô, mỗi người đều có một cái điểm phải nói là
nổi bật khác nhau. Chính vì thế mình nương tựa vào tăng bảo mình tu tập là mình nhìn những cái điểm mạnh của những vị đó, nhưng bên cạnh đó cũng là những phàm phu tu hành, cho nên họ vẫn có những cái điểm yếu chứ không phải là điểm mạnh toàn diện hết. Nhưng chúng ta là cầu mong giải thoát, chúng ta nhìn thấy những cái hay cái đẹp để chúng ta nương tựa vào cái đó chúng ta giải thoát. Chúng ta không nên nhìn vào những cái nghiệp của họ mà chúng ta phanh phui, chúng ta nói này nói kia nói nọ, vô tình chúng ta làm chúng ta tổn phước. Mình nương tựa vào tam bảo để tam bảo là bóng mát che chở để cho mình giải thoát, mình có được cái sự an lạc. Cho nên quý nam nữ về chùa, chúng ta tu tập, chúng ta hiểu thấu đáo rõ ràng ý nghĩa sâu sắc của tam bảo, thì từ giây phút bây giờ chúng ta nương tựa vào tam bảo để chúng ta tu tập, thì tam bảo Phật pháp tăng. Không bao giờ mà ngôi tam bảo này phải nói làm cho chúng ta muộn phiền, chúng ta buồn đau, chúng ta khổ sở, mà nương tựa vào tam bảo thì giúp cho chúng ta càng ngày trí huệ càng sáng, căn lành càng nhiều, phúc hạnh thì cũng tiếp tục là càng nhiều, và đạo tâm của quý nam nữ Phật tử càng kiên cố, và tương lai của quý vị là sáng ngời hạnh phúc. Mà nương tựa vào tam bảo là từ tối vào sáng, từ sáng tới giải thoát luôn. Không có một cái con đường đau khổ gì ở đây nếu như chúng ta thành tâm thành kính, lúc nào chúng ta cũng biết suy nghĩ hướng về tam bảo. Thì xin kính thưa toàn thể đạo tràng quý nam nữ Phật tử, hôm nay thì cũng được một cái duyên lành, cho nên là được ngồi dưới một cái ngôi chánh điện bóng mát tam bảo chùa Phật Quang. Ngồi tại nơi này, trong tâm của thầy hiện bây giờ thầy thấy rất là an lạc hạnh phúc, thấy giống như là có sự gia hộ của chư tổ nơi này. Cho nên những gì nãy giờ thầy chia sẻ đối với quý nam nữ Phật tử nó cũng xuất phát từ cái tâm phải nói là thành kính của thầy chia sẻ đến quý nam nữ Phật tử. Một cái sự chia sẻ nó rất là đơn giản, nó không có cái gì gọi là phải là khó hiểu đây hết. Thầy muốn gửi tới quý nam nữ Phật tử một cái thông điệp là chúng ta nương tựa vào tam bảo để tu hành. Ở nhà mình nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào chồng vợ, nương tựa vào con cháu, nương tựa vào những lòng tốt của xã hội, nhưng họ cũng chỉ là một chúng sanh trong cõi này thôi. Họ thật sự không có một cái an lạc phước báo giải thoát gì ở đây. Nhưng mà cuộc sống xã hội thì chúng ta phải nương tựa vào cha mẹ, chồng vợ, anh em rồi. Nhưng bên cạnh đó thầy muốn quý nam nữ Phật tử có một cái kiến thức, có một cái trí tuệ nữa là mình phải nương tựa sâu sắc vào tam bảo, để tam bảo mới là cái ngọn đèn sáng để chúng ta giải thoát. Cho nên dù sống ở nhà hoàn cảnh như thế nào cũng nhớ tới tam bảo để mà tu niệm. Thì chỉ có tam bảo mới thật sự là dẫn dắt cho quý nam nữ Phật tử thoát khỏi bến sông mê, tìm về phải nói là bến bờ giải thoát. Cho nên dù trong hoàn cảnh nào khó khăn như thế nào cũng ráng cố gắng tu niệm hướng về tam bảo, hiểu được Phật như thế nào, hiểu được pháp như thế nào, hiểu được tăng như thế nào. Từ chỗ đó ráng cố gắng tinh tấn tu niệm để trong đời hiện tại này có được an lạc hạnh phúc, và đời tương lai tiếp tục sanh về cõi lành, sống trong chánh niệm, sống trong ánh hào quang, được sự che chở của tất cả mười phương chư Phật. Một lần nữa xin kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho đạo tràng quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn và khi mãn báo thân trần, xin cầu nguyện cho các vị luôn luôn được giảng sanh về cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con cũng ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đại đức tăng, chư tôn đại đức ni tại bổn tự luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự đều được viên thành với ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng, kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng kính mến tại bổn tự nơi Phật quang. Thì cũng nhân hôm nay là ngày 23 tháng 11 của năm Đinh Dậu, được sự quan hỷ của đại đức giảng sư, vì lời thỉnh cầu của bổn tự và đạo tràng Phật tử của chúng ta mà đại đức đã không quản ngại đường xa xa xôi
mà trở về nơi Phật quang nơi đây hẻo lánh để mà cùng với quý vị Phật tử chúng ta pháp thoại. Thầy cũng khuyên rằng Phật tử chúng ta lấy những cái tấm gương của chư vị tổ sư nơi đây và nương theo Đức Phật A Di Đà để mà khuyến tu. Thì hôm nay đạo tràng của chúng ta cuối năm cũng như là ngày bế giảng đạo tràng thì được sự hoan hỷ của thầy trở về đây rất là cái phước đức lớn lao đối với đạo tràng Phật tử cũng như chùa Phật Quang của chúng con. Thì chúng con cũng chẳng biết nói chi hơn, chỉ cầu nguyện mười phương chư Phật luôn luôn gia hộ cho đại đức giảng sư lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe để mà đi những ngôi chùa ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này ở nơi miền Tây để mà hoằng hóa lễ sinh, hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học Phật cầu đạo giải thoát. Một lần nữa chúng con cũng xin chân thành cảm niệm cái ơn đức của đại đức Thích Văn Mãn đã trở về đây để bố thí cho chúng con một thời pháp như vậy. Một lần nữa con xin chân thành cảm niệm công đức A Di Đà Phật. Nguyện